Chào anh em nha. Thì em sẽ mang tới cho anh em một chiếc Sony cầm tay cho anh em nào thích chơi những cái dòng cầm tay nhỏ gọn thì có thể chơi con này. Sony model là TCM17 nha. Con này thì đẹp xuất sắc, phải nói là cực kỳ đẹp luôn. Và đặc biệt là cái dòng TCM17 thì nó cũng em gặp khá là nhiều rồi, nhưng mà lần đầu tiên thì gặp cái con mà nó cái màu này nha. Cái màu này thì nói chung nó là mình cũng khó nói cái màu gì. Theo em thì nhìn nó kiểu như là cái màu ngà đó. Nó rất là đẹp nha, cực kỳ đẹp luôn. Khi mình nhìn trực tiếp thì cái màu này sẽ ánh lên cái ánh kim. Còn ở đây là do qua cái ánh đèn rồi, cho nên mình khó thấy một chút đó. Con này thì do Nhật sản xuất nha. Thì máy về thì bên em đã thay dây của RO, con chỉnh rồi lại hết rồi. Cơ hoạt động rất là tốt. Và đặc biệt là cơ con này á, là mình thay dây của RO phải cực kỳ chuẩn, dây nhỏ thì cái tiếng nó mới chuẩn được nha. Chứ anh em mà thay những cái dòng dây mà trên Shopee nó bán trong cái bọc á, thì dây đó về nó rất là yếu và cái bề mặt của dây nó không có đều, cho nên mình thay vô á, là nó chạy nó bị rung. Nó chạy bị rung và nó giật lắm nha. Đó. Con này thì nó có cái lon ngòi ở đây nha. Và nó sử dụng pin tiểu 2 viên ở đây. Pin tiểu loại lớn á, 2 viên pin bỏ đây nha. Đó. Rất là tiện lợi, hoặc là có thể sử dụng nguồn DC rời 3V mình gắm vào đây đó. Rất là tiện nha đó. Volume nó nằm đây ha. Rồi ở đây nó có chỉnh hai chế độ băng nè, âm trầm âm bổng thì nằm ở cái nút này. Đây là tai phone. Về phần cơ thì con này nó có lay nè, tu tới tu lùi. Và con này nó nút tạm dừng của nó là nút gạt ha. Khi mình gạt qua nó hiện lên cái màu cam này á, là nó tạm dừng đó. Và đặc biệt con này nó có chỉnh tốc rời ở trên máy, cho nên là rất tiện ha. Đó, nói chung con nào mà có chỉnh tốc rời thì mình chơi nó rất là thoải mái và nó đẻ ha. Có thể mình thích như thế nào thì mình chỉnh. Đây cái tem của nó nè, anh em có thử thấy chữ Made in Japan không? Nó khá là nhỏ cho nên là mình quay qua điện thoại nó cũng khó là thấy ha. Nó nằm góc đây nha. Máy cực kỳ mới luôn, phải nói là xuất sắc nha. Hàng về xuất sắc luôn á. Cái màu đã đẹp rồi nhưng mà máy còn xuất sắc nữa. Rồi anh em quan tâm con này thì liên hệ em nha. Em giao lưu cho anh em con này là giá 1 triệu nha. Đúng 1 triệu ha. Nói chung thì những cái dòng cầm tay anh em nào đã chơi qua thì trải nghiệm rồi cũng biết. Dòng tay tuy nhỏ nhưng mà nó có cái giá của nó ha. Có những con nó nhỏ xíu nhưng mà giá nó hơn chục triệu là chuyện bình thường. Đó, mình mở nắp băng ra, mình mở cửa băng mình bỏ nằm đây. Đậy lại thôi, rất là đẹp. Rồi bây giờ em mời anh em nghe nhạc nha. Em test một đoạn của ca sĩ Thiên Trang. Loa là rất là tốt nha. Đang mở volume mức 8 này. Nhưng mà loa nghe rất là rõ, to rõ. Đây chỉnh tóc này nè. Đó, chỉnh tóc ha. Rất là tiện. Kích thước nè, kích thước máy nè, tầm khoảng 15 nè. Đó, cái chiều ngang. Tạm dừng nè. Cái volume con này á, là khi mình về không á, là nó cắt không hết nha. Trong những cái dòng này lâu ngày rồi. Đó, volume nó cắt không hết. Ví dụ mình để về không đi.
cái này là em báo rõ để cho anh em luôn nha, nhưng mà cũng không quan trọng ha, khi mình nghe thì nói chung à, khi vào trong nó vẫn còn hát. Rồi, nó bị cái lỗi đó xong. Stop nè. Tua. Tôi tới tôi lùi rất là mạnh. Đó. Tôi tới nè. Rồi, anh em nào sưu tầm cổ này thì lấy nha. 1 triệu ha, rất là đẹp. Cực kỳ đẹp luôn. Chúng con này đã trưng bày trong tủ luôn, tuyệt vời luôn. Em quay rõ luôn nè cho anh em xem. À, anh em thấy không? Đó, khi mình nhìn lại nó có cái ánh kim lên nha. Màu nó rất là đều. Đa phần những cái màu này á, thì nó hay bị xuống, nó hay bị hai màu. Nhưng mà con này là tất cả nó đều một màu, rất đẹp ha. Rồi, anh em nào quan tâm thì liên hệ em nha.